Ủm ba la hô biến. Một bộ đồ chơi có thể biến bạn trở thành một phù thủy ngay trong một nốt nhạc. Trời ơi, ta nói nó thích mê. Bộ đồ chơi gì đâu mà nhìn đẹp mê ly luôn á. Mà không nhận là chỉ có con nít mới chơi đâu nha, người lớn tụi mình chơi cũng vui không kém. Đây, nhắc tới mấy bộ đồ chơi là mọi người nhớ ngay đến mấy bộ popping cooking đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ thử chơi cái bộ soda cầu vòng này nha. Mở ra bên trong đập vô liền con mắt, đó chính là một cuốn sách hướng dẫn. Trời đất ơi, sách hướng dẫn đó mọi người. Chơi đồ chơi mà có cần sách nữa ư? Nói chung là nhìn nó dài dòng vậy thôi chứ thực ra nó cũng đơn giản lắm. Có một vài cái gói bột kẹo, một cái ống hút và một cái muỗng tí nị dễ thương hết sức luôn. Đầu tiên để mà chơi cái bộ này là mình phải cắt rời cái khung này ra nha mọi người. Mình sẽ cắt nó ra thành ba bộ phận khác nhau. Còn mà để làm cái gì thì lát nữa là các bạn biết ngay thôi đó mà. Bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc uống được vào trong cái khay hình vuông này trước nha mọi người. Ý, hình chữ nhật chứ. Còn đây chính là bốn gói bột mà mình sẽ pha vào trong cái khuôn hình chữ nhật này. Một gói thì có màu hồng hồng đỏ đỏ, một gói thì có màu vàng chanh, một gói thì màu xanh dương và một gói thì có màu vàng cam. Chu cha mà ơi, mới đổ cái bột ra là tao nói cái mùi nó thơm ngọt ngào lắm luôn á mọi người, dễ chịu lắm. Xong rồi mình sẽ lấy cái muỗng tí hon này mình sẽ khuấy đều lên nha. Còn cái khuôn mà có 6 cái lỗ hình tròn tròn như thế này là mọi người biết làm gì không? Đó chính là để cho mình pha màu đó. Từ bốn cái màu cơ bản đó chính là đỏ, vàng chanh, xanh dương và màu cam thì mình sẽ pha ra được rất là nhiều màu khác nhau. Đúng là cái trò chơi này cho người lớn hay là các em bé chơi đều được nha. Các em bé mà chơi thì sẽ có thêm cái sự sáng tạo về màu sắc nè, còn người lớn tụi mình chơi thì cho thỏa cái tính ngựa ngựa mọi người. Phải nói là chơi xả stress lắm luôn á mọi người, bởi vì cái màu sắc và cái hương thơm nó rất là đẹp luôn, thật sự á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho cái gói bột màu tím và bự bự này vào trong cái khay bự nhất và mình sẽ cho nước vào trong cái khuôn này theo đúng cái vạch mà nhà sản xuất đã để sẵn đó mọi người. Xong rồi mình bắt đầu khuấy và mình sẽ hòa tan cái bột màu trắng này ra nha. Phải nói thiệt với mọi người là Gen chơi cái bộ này thấy rất là xả stress đó mọi người, bởi vì bình thường á, lúc mà mình rảnh mình không biết làm gì, toàn là cắm mặt vào điện thoại không à. Nhưng mà bấm điện thoại một ngày thì rất là đau đầu. Cho nên là đôi khi những cái khoảng thời gian mà mình chơi những cái trò chơi như thế này á, nó làm cho cái đầu óc của mình nó dễ chịu lắm. Nó không có suy nghĩ lung tung, nó chỉ suy nghĩ tới cái mà mình đang chơi thôi, cho nên là nó rất là thoải mái nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái ống hút này nè, xong rồi bắt đầu mình hút những cái dung dịch có màu đỏ, màu vàng, màu xanh đó, bắt đầu mình nhỏ giọt là chúng ta sẽ có ngay những cái hạt thủy tinh đầy đủ màu sắc luôn. Trời ơi, không biết mọi người có biết cái hạt thủy tinh này không? Đó chính là những cái hạt thạch mà mình hay uống trà sữa cả nhà. Hôm nay mình được làm cái này á, siêu cưng luôn á mọi người. Mỗi lần mà mình nhỏ giọt ra là nó sẽ đông lại thành những cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này nè. Trời ơi, nhìn cute muốn xỉu. Và rất là nhiều màu sắc luôn, cho nên là nhìn cái khay nước uống của mình á, nó rất là màu sắc luôn á mọi người. Đúng với cái tên của trò chơi đó chính là soda sắc màu. Mà tao nói chơi cái bộ này là tôi ân nhất cái gì mấy bạn biết không? Ân nhất cái muỗng á, trời nhìn muỗng nó cute muốn xỉu luôn. Xong rồi bắt đầu mình sẽ đổ cái gói cuối cùng chính là cái gói màu xanh lá cây này vào. Cái gói này thì nó có công dụng là sẽ làm cho cái nước của mình nó có ga giống như là nước ngọt vậy đó mọi người, nó sẽ sủi bọt lên như thế này. Theo như mình nghĩ á và mình ngửi mùi á thì mình thấy cái này giống như là kiểu như là xê sủi vậy đó mọi người, chứ không có gì hết trơn. Nó chỉ làm cho cái nước của mình nó có ga, mình uống vào hay là mình ăn vào nó sẽ the the ga ga thì nó rất là đã. Ngửi một hơi, trời ơi nó thơm, nó ngọt. Nếm vào một cái là mình bất ngờ liền, bởi vì cái này á theo như mình nghĩ là nó sẽ ngọt cơ, nhưng mà ai ngờ ăn vào thì nó chua chua ngọt ngọt đã lắm luôn. Và có hương vị của trái cây nữa đó mọi người, nhưng mà còn trái gì thì thôi tôi chịu thua. Lúc đầu thì mình sẽ nghĩ là những cái hạt này nó sẽ giống như là hạt thủy tinh mà mình uống trà sữa, nhưng mà đính chính lại là nó không giống đâu nha mọi người, bởi vì nó sẽ giống như là thạch rau câu hơn. Kiểu như là cái hạt nhỏ nhỏ nó sẽ giòn giòn và sực sực, chứ nó không có giống như hạt thủy tinh là nó sẽ có nước ở bên trong. Quá là đỉnh và xuất sắc luôn á nha. Chấm cho bộ này 10 điểm. Xem tới đây rồi mọi người đừng quên like video và đăng ký kênh nè, để chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều hơn.